Thằng Ngố TV kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Thằng Ngố TV gửi là chúc sức khỏe nha. Hôm nay Thằng Ngố TV sẽ gửi tới mọi người một clip đi bắt ếch đồng cho mọi người cùng xem nha. Và đây, sau đây là cánh đồng sau nhà Tèo. Tèo sẽ đi bắt ếch đồng cho mọi người cùng xem. Đó, mọi người xem đây. Vòng vòng đây là không có ai mà trồng lúa hết trơn nha. Trồng rẫy, rẫy là ớt và môn. À, đây là miếng môn mới trồng. Còn bên đây là miếng sen. Miếng sen trồng vào mùa nước tới giờ. Đó nha mọi người. Còn bên kia, bên phía đất bên kia thì trồng ớt, ớt Chí Thiên, ớt hiểm mình á. Đó. Đó mọi người cùng xem. Rồi Tèo sẽ qua cái cạnh bên đó thì Tèo sẽ đi bắt ếch cho mọi người cùng xem có không nghe. Rồi mọi người cùng theo Tèo đi bắt ếch đồng coi như thế nào nghe mọi người. Thì đầu ngày của Tèo thì Tèo đem theo một bình nước để uống và một cây này mới là quan trọng nha mọi người. Đó, cây này là cây méo của Tèo nè. Đó, Tèo dùng một cái thanh sắt, Tèo là làm một cây méo như thế này và Tèo làm cái cán để mình nắm, và nữa là một túi lưới để Tèo đựng ếch nha, và một cái cây chét để Tèo khử đất ra để Tèo móc cái hang cho nó dễ á, và một cái thùng để Tèo đựng. Rồi là mời mọi người cùng theo Tèo đi bắt ếch nha. Rồi cũng tới điểm Tèo đi ngoéo ếch rồi mọi người ơi. Đây bên đây là cái miếng phai môn nè. Vòng vòng đây thì phai môn nhiều lắm nha mọi người. Đó. Còn bên đây thì miếng sen nha. Miếng sen quá trời đẹp luôn. Rồi để mời mọi người đi theo Tèo kiếm những hang ếch và Tèo ngoéo con ếch ra cho mọi người cùng xem nha. Ếch đồng ăn rất là bổ nha mọi người. Đó, ở đây trồng rẫy cho nên đi bắt ếch thì nó cũng rất là dễ dàng. Mình kiếm những cái hang nó cặp theo cái bờ ranh gì nè. Đó, bờ ranh gì thì nó sẽ cho vô hang cua nó trú ẩn nha. Đó, mọi người xem nè. À, bên đây còn được một miếng lúa nè mọi người. Rồi, tiếp tục luôn mọi người ơi. Đi tìm những hang ếch. Nè, cái những cái hang cua nó đụng ra rồi ếch nó vô nó ở rồi mọi người. Đó, thì mình sẽ đi kiếm những cái hang vậy. Còn hang này không có nha. Hang nó vô là nó sẽ có dấu chân nha mọi người. Đó, như hang này. Đây. Và đây Tèo đã gặp được một hang đầu tiên nha mọi người. Đó. Để Tèo quay cận cảnh cho mọi người cùng xem nè. Khi con ếch nó vô á, là cái hang nó có mấy cái dấu chân như vậy nè mọi người. Mấy cái dấu chân giống như ngồi dưới chì á, mình chấm chấm lên đất á. Nó hang rất là bóng lộng nha. Rồi để Tèo dựng máy để ngoéo con ếch này ra cho mọi người cùng xem nha. Đây nha mọi người. Đó, cái hang ếch đó nè. Đó. Để Tèo quay cận cảnh cho mọi người cùng xem nè. Ừ. Cái hang nó vô ở trong nước là rất là độc nha mọi người. Rồi để Tèo ngoéo ra cho mọi người cùng xem. Cái này gặp cái hang cong rồi mọi người ơi. Để Tèo bẻ. Khi mình gặp hang cong đó mình bẻ cái ngoéo cho nó cong là gì nè mọi người. Là nó sẽ theo cái chiều của hang thì mới ngoéo được dính một con ếch nha. Ếch nó ở rất là khôn nha mọi người. Hang cong quá, để Tèo đào nó ra chút xíu mới được. Đây để Tèo ngoéo con ếch ra cho mọi người xem nha. Dính rồi nè. À, đây từ từ. Không biết có bự không nghe mọi người. Đó. Đây mọi người xem nè. À, ngon lành nha. Đó, quá đã luôn mọi người ơi. Ếch đồng. Ngon lành. Con đầu tiên. Đây nha mọi người, đây là miếng sen. Còn bên đây là miếng cỏ mùa nước rồi á, người ta trồng rẫy rồi nước giật xuống là nó như vậy nha mọi người. Rồi Tèo sẽ đi vô cái miếng cỏ này Tèo tìm những hang ếch đồng, méo ếch đồng cho mọi người cùng xem nha.
đi theo những cái luống cỏ này, clip này, đi theo tìm những hang ếch độc. Mẹo cho mọi người cùng xem những giờ giải trí nha. Mọi người có thấy hay cho Tèo xin một like, một lượt đăng ký nha. Đó, đây Tèo thấy một hang nữa rồi. Đây. Để Tèo bư ra cho mọi người cùng xem. Đây cái hang ếch đây. Cái hang là cái hang của con cua nha, nhưng mà con ếch nó vô nó ở nha, chứ không phải hang là hang ếch nha mọi người. Đó, để Tèo dựng máy Tèo máy con ếch này ra cho mọi người cùng xem nha. Quá đã cái hang luôn. Cái hang này là chắc chắn có luôn à mọi người ơi. Này, ếch nó vô nè, có dấu nè, quá trừng luôn. Để bắt ếch này ra cho mọi người cùng xem nha. Rồi, dính luôn mọi người ơi. Đây dính con ếch nha. Để từ từ Tèo quét con ếch này ra cho mọi người cùng xem nè. Mấy từ từ á, con ếch mình mấy từ từ để nó bị gách ra là nó không dính được nghe mọi người. Đó. Đó. Đây. Ngon lành. Một con nữa nghe mọi người. Quá đã luôn. Đó. Một con nữa. Con này con ếch đực nha mọi người. Và đây, Tèo phát hiện được một hang nữa mọi người. Đó. Cái hang này có dấu nè mọi người ơi. Để coi Tèo méo coi có ếch không nha. Đó, mấy cái dấu này là dấu ếch đi nè. Đó, cái hang đục ngầm luôn. Rồi để Tèo dựng máy Tèo méo con ếch này ra cho mọi người cùng xem nha. Dấu ếch đình dạnh luôn nè mọi người ơi. Không biết nó còn ở trong đây không nha. Tèo cử cái đầu hang nó ra cho nó rộng rộng dễ bắt nha mọi người, dễ thọt cái cây méo vô méo ra ha. Quá khứ cái hang này mọi người, cái hang này quá trời công rồi. Tao bư qua từ cái khúc này nè vô tới vào đây luôn, quá công rồi. Chạy ra luôn mọi người ơi. Đây. Méo mà chịu không nổi chạy ra luôn. À, cái này con ếch đực nha mọi người. Ếch cái màu vàng vậy nè. Ếch đực rồi nha. Rồi, một con nữa. Ngon lành. Đây. Đây nha mọi người, bắt con ếch này thấy cực khổ quá. Ếch nhỏ nhỏ, không bự. Bắt con ếch này đào quá trời, đào một khúc hang luôn. Quá xá luôn. Đây mọi người xem nè. Đó. Đào một khúc hang luôn. Quá chừng luôn. Cuối cùng cũng bắt được mày. Rồi ngon lành. Tiếp tục luôn nghe mọi người. Quá xá cái khu này rồi. Quá đã luôn. Để Tèo kiếm một hồi là nhóc luôn mọi người ơi. Ếch thì bao la luôn. Đây. Tèo thấy có dấu chân nữa nè mọi người ơi. Đó. Nè. Tèo qua đây Tèo quay cho mọi người xem cho nó dễ hơn nha. Đó, nè dấu chân ếch nè, mọi người xem nè. Đó, dấu chân ếch gành gạnh luôn nha. Đó, đây một hang nè. Ở bên đây có một hang nữa nghe mọi người. Đây, bên đây nó cũng có dấu chân nữa nè. Để mọi người xem nè. Nè, cái này là dấu chân ếch rồi nha. Đó, nó, đây nữa nè. Đó, cái dấu chân nè. Đó, mọi người xem nè. Đó, ở đây là dấu chân ếch nha. Nó có ngồi viết chì á, giống như viết chì mình ghim xuống đất mà ghim vừa tới á. Nó có dấu tròn tròn vậy đó mọi người. Đây, mà đem một hang nữa nha. Hình như cái hang này với cái hang này không biết nó có thông nhau không nghe mọi người. Tại vì nó cách một cái liếp đất nè. Bên đó một hang nè. Và bên đây một hang nè. Rồi, để Tèo dựng máy Tèo méo cái hang bên đây trước đi. Tiếp tục cái hang này luôn mọi người ơi. Dấu chân thấy im quá mà không biết mình bắt được con ếch hay không nha. Ôi ôi, quá đã dấu chân luôn mọi người ơi. Đây nè, hang này chắc chắn luôn. Đây mọi người, đó, coi dấu chân nữa nè. Nó đi dành dạnh kiểu này mà không ở sao được. Đó mọi người xem nè. Nè, từ ngoài đây luôn. Từ ngoài đây nè. Đó, dấu chân ngoài đây nè. Đó, nó đi vô cái hang cua nó ở trong đây nè. Ếch là ếch ở trong hang cua nha, chứ không phải là ếch làm hang nha mọi người. Quá đã luôn.
Rồi để tao méo con ếch này ra cho mọi người cùng xem. Cái hang này bự, hy vọng là có ếch bự nha mọi người. Đây mọi người ơi, nãy giờ sau một hồi tèo đào mà cái lỗ bị lớn nha mọi người. Hết biết cái lỗ chưa? Đó, đào như vậy mà không bắt được con ếch này nữa là không biết sao nói luôn á. Rồi để tèo thọt em tèo bắt con ếch này cho mọi người cùng xem nha. Tèo đào nè, con ghê chưa? 2-3 găng tay luôn mọi người ơi. Có bắt được, bằng được con ếch nữa mới được. Nè, con ếch nè mọi người. Đường nào mà cháy khói. Đào cỡ này là cỡ nào cũng mới bắt. Ếch này cứng dữ ta. Nó ở cái hàng còng quá còng mọi người. Quá cứng à, lên chắc tét da quá. Đây. Lên rồi mọi người, đây đây đây, đó. Chà bá luôn nha. Hết thế còn hết chưa? Quá đã luôn mọi người ơi, đây nè. Chà bá luôn. Quá trời, nó ở cái hang sâu rồi. Đây. Chịu đời không nổi, đào một hồi đào quá trời đào luôn, phải bắt được mày thôi. Đã cho mọi người. Chà bá luôn nha. Coi bàn tay ở tèo nè. Sướng ghê chưa? Ngon lành cành đào. Lại tiếp tục được một con nữa nha mọi người. Cái khu đất này rất là ngon nha mọi người. Tèo đi vòng vòng tèo bắt cái khu đất này thôi, không cần bắt khu đất nào hết. Hết biết đã chưa? Quá đã luôn. Vô túi thôi. Đây nha mọi người. Đó, ba con nãy nè. Đây, hai con nè, dưới đây một con nè. Đó, bây giờ lọt được một con chà bá nữa nha. Hết sức đã, sướng sướng sướng. Đó. Vào túi thôi. Tiếp tục luôn mọi người ơi. Đó, đã rồi. Tiếp tục luôn mọi người ơi. Đi tìm những hang ếch đồng. Và kế bên đây tèo thấy được một hang nữa nè mọi người. Hang này có dấu chân nữa nè. Không biết ếch nó có ở nữa không nha. Nè. Thấy có dấu chân nè mọi người. Đó, dấu chân này đi. Nè, dấu chân này đi vô nè. Không biết hang này có ở không nha. Đó, thấy hang đục đục. Cái hang nước đục đục là thấy có lý nha mọi người. Rồi để tèo dựng máy tèo quéo thử coi. Dính mọi người ơi. Có ếch, có ếch. Đây. Đó, ngon lành. Nó có ếch là sẽ có ếch mà nghe mọi người. Quá đã, quá đã, quá đã. Đây. Có ếch nha mọi người. Ngon lành. Nhỏ nhỏ nhưng mà cái này xào ăn là rất ngon nha, xào dưa leo là hết sảy luôn nghe mọi người. Ngon lành, quá đã luôn. Tiếp theo luôn mọi người ơi. Rồi để tèo bỏ vô cái túi lưới cái đó. Sớm giờ cũng bồng bộn nha mọi người. Đây, mấy con cua. Con cua tèo bắt nãy là bỏ vô vỏ luôn. Lưới đây. Vô đây. Chạy đâu khỏi. À. Quá đã luôn. Quá đã, đó hết đồng nha mọi người. Đó, được 4-5 con rồi. Cô ly, cô ly, cô ly. Tiếp tục luôn nha mọi người. Mấy cái hàng nãy tèo méo nè. Mấy cái hàng méo không có nè. Có dấu mà không có nha mọi người. Cũng trường hợp có dấu mà nó không có là lý do là nó đi nó ra nha mọi người. Đi vô rồi nó ra lại. Chứ không phải là không có ếch nha. À rồi đây 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 đây. Đây một hàng nha mọi người. Đây mọi người xem nè. Đó. Mọi người thấy hang chưa? Dấu quá trời dấu luôn nha mọi người ơi. Quả đã, quả đã. Rồi để tèo dựng máy tèo méo cho mọi người cùng xem nha.
hàng dấu gần rảnh luôn mà không có sẽ được. Vô vô mới đụng mọi người ơi, mới đụng được hết đâu mất tiêu rồi, mới đụng nó chạy. Ngon rồi, ngon rồi, chắc chắn hang này phải có đường nào thoáng. Cái này làm gì hai con á mọi người ơi, đụng nó chạy trong đây nè, chắc ta nghĩ là hai con trong đây nè. Dính mọi người ơi, đây một con ếch. À ngon lành nha mọi người, sướng đó, một con bào tuổi thôi. Để thằng mẹ thử cái có nữa không nghe, nãy đụng đó. Nhiều khi một hang hai con nữa nghe mọi người. Ê hai con thiệt mọi người ơi, con đây. Ủa con này sao ốm quá mọi người, con này ốm nhất ha. Rồi được một con đó nghe. Rồi con này ốm quá, ốm rồi bắt luôn. À, hai con nghe, hai này được hai con, đã sướng. Đây mọi người quá đã luôn, hai này được hai con đó, 5-6 ngỡ tại 7 cấm con vậy chứ. Ngon lành tiếp tục luôn mọi người ơi, còn gì bằng sướng. Tìm hang ếch này nói chung là nó cũng khó tìm đúng nghe mọi người, nhiều khi hang nó có nó vô nhưng mà nó có dấu chân nhưng mà nó không ở nha, nó vô rồi nó đi ra lại, nhiều khi nó cũng khó lắm. Rồi nhiều khi có cái hang nó sâu với lại nó cong quá, cây méo mình méo không tới là bắt không được đó nha. Đây mọi người ơi, hồi nãy tèo để máy đằng kia, tèo lại đây tèo méo cái hang này tưởng chừng nó không có mọi người. À, về méo vô đụng con ếch trong đây nè. À, để vậy tèo lấy cái máy lại tèo quay để tèo méo cận cảnh con ếch này ra cho mọi người cùng xem nha. Nãy cái hang này thì cái dấu nó ít xịu à, nhưng mà không ngờ nó ở nha mọi người. Đây để tèo quay máy lại tèo méo con ếch này cho mọi người cùng xem coi nó bự không nghe, tèo mới đụng nó chổng rồi. Tèo mới đụng nó trong đây nè, để tèo méo ra cái bự không. À, dính mọi người ơi, chà con ếch này nặng lắm mọi người ơi, kéo nặng lắm á, nặng là con ếch bự lắm nha. Kéo trong hang mà nặng vậy là con ếch rất là bự nha mọi người. Đây ôi ôi quá đã luôn mọi người ơi, ôi ôi chà bá kinh khủng. Ở cái hang giấu nhỏ xíu nhưng mà mọi người xem à. Ôi, nó đã mọi người ơi, nè hết biết rồi, ôi nó đã chà bá luôn, còn gì sướng nữa, hết biết đã mọi người ơi. Hay nè, quá ngon, vô túi liền mọi người, để hồi nó xảy ra là uổng lắm. Đây nha mọi người, đó được một túi rồi nha, ôi nó đã con ếch nè, quá đã luôn. Tiếp tục hang này có nữa mọi người ơi, nãy tèo môi ra thấy nó chạy lên, môi ra coi nó có dấu chân không á, môi ra nó chạy lên cái tèo lấy cục đa đất nè, cần dầm nhém lại cái tèo chạy lại tèo lấy cái máy tèo quay cho mọi người cùng xem nè. Thấy nó ló cái đầu lên, môi ra thấy ló đầu lên nó thụt xuống rồi đó, tèo méo kìa con bự, nó con này nó bự không nghe. Môi ra coi nó có dấu không á mọi người, tại cái này cái hang nó nằm gần với mấy nước nè cho nên mình không thấy được. Cái nó môi rồi nó chạy ra. Rồi dính mọi người ơi. Rồi con ếch này cũng trọng mà chứ không nhỏ đâu, nó nặng lắm, mấy trong hang mà nó chì lại nặng là con ếch nó không có nhỏ nha mọi người. À ôi vô luôn rồi,
nó chì nó cứ ngắt luôn á. Đó. Đường nào thoát khui khui cái hang ra, thấy nó chạy nó ló cái đầu lên nó thụt xuống. Trời cứng dữ vậy. Rồi con ếch này bự lắm mừng cô chú ơi. Con ếch này bự lắm mọi người ơi. Nè. Nè. Đó, lên. Rồi, ngon lành, ngon lành. Thôi cũng không bự không mọi người ơi. Nè. Quá đã luôn, vàng tươi. Ha ha ha. Chạy đâu khỏi anh. Đây nha mọi người. Quá đã luôn. Một con tiếp theo nha mọi người. Rồi, tiếp tục luôn mọi người ơi. Mọi người thấy cái nằm sen đẹp không? Quá đẹp luôn. Sen, sen hồng. Sen này gương nhiều lắm nha mọi người. Ồ, đây, 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 đây. Vô tình thấy một hang nữa mọi người ơi. Đó, nằm đây. Đây, cái hang ếch nè mọi người. Cái hang cua mà ếch vô nó ở nha. Chứ mọi người đừng nghĩ là ếch đào hang nha. À, dấu chân quá chực luôn nè. Rồi để thầy dẫn máy, thầy máy con ếch đi ra cho mọi người cùng xem nha. Cái hang cũng bự quá bự nè. Hy vọng là có ếch bự cho mọi người cùng xem nha. Hút con trà bá giống nãy rồi. Nãy hút một con cầm đá luôn mọi người ơi. Sướng tay gì đâu. Rồi có là dính luôn mọi người, dính luôn rồi, con này dễ méo rồi, à, ngon lành, ê, chạy đâu khỏi, con này nhỏ mọi người, kệ nhỏ nhỏ bắt luôn, đâu có nuôi ngày nào đúng không mọi người, trời ơi nhỏ gì xào vô leo mới ngon nè mọi người, đó, ngon lành cầm đào, sướng sướng, một con tiếp theo nha mọi người, tiếp tục luôn. Tiếp tục luôn mọi người ơi. Đây, ta phát hiện được một hang tiếp theo nữa đây. Đó. Hang này cũng lý tưởng lắm nha mọi người. Nè. Đó, có dấu chân đàng hoàng luôn nha. Đây, hang đục ngầm luôn. Rồi, để tèo tiến hành tèo méo nó ra ơi. Ngon lành coi. Chập bá luôn nha mọi người. Thọt vô dính lên con cua liền mọi người ơi. Chưa dính con ếch. Đây dính ếch rồi mọi người. Ngon ngon ngon. Nó chắc chắn là phải có mà. Bám dữ ha. Kéo qua nó bám trọng dữ lắm nghe mọi người. Đây. Quá đã đó. Ồ con này chậm nha mọi người. À. Chà bá luôn nha. Quá im quá im quá im. Nè. À. Ngon lành ngon lành. Đây. Đây mọi người ơi. Đó. Một con tiếp theo nha. Nãy giờ cái miếng đất này hơi bị bộn nha mọi người. À, miếng đất này nó nói chung là nó cũng rộng lắm nha. Nè, mọi người xem nè. Đó, cũng rộng lắm nhưng mà đất này nó chưa làm rẫy. Này không giống chừng một hai bữa nữa người ta bắt đầu người ta thu dọn cỏ người ta làm nha mọi người. À, trước khi làm thì mình sẽ đi bắt ếch trước khi người ta làm cỏ nha. Làm cỏ thì ếch nó sẽ đi chỗ khác nha mọi người, nó không còn ở trong đây nữa nha. À, ngon lành nha mọi người. Vô lưới, túi lưới thôi mọi người ơi. Quá đã luôn. Hôm nay miếng đất này trúng nha mọi người. Đó, nước giật xuống thì những cái clip này nè, clip này mùa rồi á, người ta làm rẫy xong người ta bỏ cho nước lũ về á, bắt đầu nước giật xuống người ta chưa kịp làm thì mình khô đất khô rồi mình bắt đầu mình đi mình kiếm những hang ếch, mình mới ếch có ếch bắt ếch, có cua bắt cua. À, ngon lành nghe mọi người. Rồi, vô túi lưới luôn. Đây mọi người.
một túi luôn, ngon lành nha, sướng sướng. Nè, tiếp tục con tiếp theo nè mọi người, con chà bá luôn vô. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi, quá đã. Rồi ở đây tèo phát hiện được một hang đó nghe mọi người. Đó, bên đây nó có dấu chân nè, dấu chân đi ra vô nè. Đó, mà không biết nó có vô đây chưa không nha. Tại sình này nó mới bư ra sình non không thấy nè mọi người ơi. Rồi để tèo dựng máy tèo méo thử coi có không nha. Hy vọng là có ít bự cho mọi người cùng xem nha. Hang này thấy có lý lắm mọi người ơi. Dính mọi người ơi. Đây, dính con ếch rồi nha. Chà, ếch này to à mọi người. Đây, quá bự luôn mọi người ơi. Chà bá luôn. Ngon lành. Đây. Sướng sướng sướng. Lại một thành quả ngon lành nữa nghe mọi người. Ui, dễ dữ vậy. Ngon lành. Vào túi thôi mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, hôm nay thành quả của tèo được bao nhiêu đây nè. Đó, khoảng chừng mười mấy con ếch nha mọi người. Khoảng chừng ký à, ký hơn à. Quá đã luôn mọi người ơi. Rồi, tèo cũng xin chúc tất cả mọi người xem clip vui vẻ nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha. À, mọi người có thấy hay, có thú vị, mọi người nhớ đăng ký kênh và cho tèo một lượt like nha mọi người. À, đã chưa mọi người, con nào con nấy ú ú ú ú không à, sướng sướng. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.